chương trình thương vụ Bạc Tỷ Gia Tăng Việt Nam kể từ khi lên sóng đã cực kỳ thu hút sự chú ý của người xem truyền hình. Ngoài việc theo dõi các đinh của Ta Ung thì khán giả còn đặc biệt chú ý tới các star, kể cả diễn biến trên truyền hình lẫn ngoài đời. Star Phạm Thành Hương, cái tên đã rất quen thuộc qua cả ba mùa của chương trình luôn trở thành tâm điểm bởi lối nói chuyện gần gũi và thân thiện. Mới đây, trên fanpage của mình, Star Hương đã có màn lột túi theo yêu cầu để giúp khán giả hiểu hơn về thói quen sinh hoạt cũng như cá tính của anh. Star Hương tiết lộ những vật dụng mang theo khi đi quay thương vụ Bạc Tỷ. Nguồn video, fanpage Star Phạm Thành Hương. Star Hương tiết lộ những vật dụng mang theo khi đi quay thương vụ Bạc Tỷ. Nguồn video, fanpage Star Phạm Thành Hương. Bắt đầu mở túi, Star Hương bỏ ra rất nhiều thứ như chìa khóa xe, chìa khóa nhà, các loại bút, điện thoại. Đáng chú ý nhất, Star lấy ra từ ngăn trong một cọc tiền gồm những tờ 500.000 mới kính cung kèm lời chia sẻ. Tất nhiên các Star chẳng có gì ngoài tiền, nhưng tiền này không phải của mình mà là tiền phạt của các Star. Các Star rất nghiêm khắc, nếu đúng giờ vào trường quay mà Star nào đi muộn thì cứ mỗi phút sẽ phạt 1 triệu đồng. Sáng nay có một Star muộn 12 phút là chúng tôi đã thu được 12 triệu. Đây sẽ là tiền dành cho bữa trưa. Rõ ràng, thông qua việc lục túi này, Star Hương đã hé lộ mức độ nghiêm túc của các Star khi làm việc. Nhìn vào đó, chúng ta có thể thấy rằng những người thành công thường cực kỳ tôn trọng việc đúng giờ. Mà không chỉ có chuyện hạn chế đi muộn, các Star khi vào trường quay cũng phải đeo thẻ một cách đầy đủ thì mới được vào. Dù là những người nổi tiếng và có tiền, có quyền nhưng một khi đã tham gia chương trình của tập thể thì theo lời Star Hương, ai cũng phải tự nguyện chấp hành nếu không muốn bị nói là vô kỷ luật. Quả là các Star có khác, đến quy định nộp phạt cũng khác người. Ngoài khoản tiền đáng chú ý nọ thì trong túi của Star Hương còn có rất nhiều các loại thẻ tín dụng. Và đương nhiên, họ đều là người giàu mà, cho nên nhìn thấy tài chính của họ ai cũng phải toán vắn hết cả. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý trong chiếc túi của Star Hương không chỉ có vậy, anh ấy còn có thêm cả những thứ mà người bình thường có lẽ sẽ chẳng mang theo bao giờ. Star Hương có khăn lau giày, có cả tăm xỉa răng để khi lên hình không bị xấu, hoặc thậm chí trong túi của cá mập còn có cả kim chỉ phòng lúc quần áo có thể không may rách thì kịp thời khâu lại. Chốt lại, cá mập tên Hương vô cùng cẩn thận, đảm đang và tôn chỉ 100 vôn sống vô cùng lợi hại, muốn tự do thì phải tự lo. Star Hương mang cả tâm kim chỉ theo mình thì chứng tỏ anh quý lo xa thật sự. Muốn tự do thì phải tự lo, Star Hương bảo thế. Là người giàu có, nhưng Star Hương không đập hộp thứ gì tiền tỷ cho mọi người xem mà lại lục túi để khoe ra những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thường xuyên gắn với đời sống của mình nhất. Quả đúng là không hổ danh cá mập thân thiện nhất, nick name mà người xem truyền hình vẫn ưu ái dành tặng cho vị sao vô tính, dễ mến này.